Đèn đêm đã lên rồi anh em ạ. Và đây là sản phẩm của Bắc Trung Nam hiện hữu ở khu vực cả Đồng Hới, Quảng Bình. Căn nhà này có tổng diện tích xây dựng đâu đấy tầm khoảng 280 mét vuông và được Bắc Trung Nam thi công trong khoảng thời gian chính xác. Cái thời gian thi công của nó là 4 tháng rưỡi và khoảng thời gian để chúng ta hoàn thiện nó là 6 tháng. À, tại sao tôi nói là khoảng thời gian hoàn thiện là 6 tháng mà cái khoảng thời gian thi công chính xác lại là 4 tháng rưỡi thì anh em cũng có thể biết rồi đúng không ạ? Thời gian thực tế để chúng ta thi công căn nhà này là 4 tháng rưỡi, nhưng mà trong cái quá trình thi công thì nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ, ví dụ như thế là thời gian đổ mái mà gia chủ xem như thế nào này, rồi thời tiết có thuận lợi hay không này, rất là nhiều thứ đúng không ạ? Để mà ảnh hưởng đến cái phần tiến độ của căn nhà. Đây là khu vực sảnh chính của căn nhà. Vâng, xin chào bác chủ nhà. Chúng ta bước vào bên trong khu vực phòng khách. Đấy, các bạn nhìn nó lung linh không ạ? Phòng khách đang được Bắc Trung Nam hoàn thiện phần nội thất của căn nhà và được lắp ở vị trí tủ kệ TV này. Chúng ta lắp một tấm PVC vân đá đối xứng, rất là đẹp. Đây là bạn Hiền. Bạn Hiền là vợ của bạn Vương, con trai của bác chủ nhà là bác Hùng, tôi hay gọi là chú Hùng đấy. Phần tủ bếp này được thi công kịch trần, mặt đá vân mây và cánh bằng phủ bằng acrylic. Thực ra là cái thi công gói nội thất của căn nhà này được Bắc Trung Nam hoàn thiện trong khoảng thời gian là 1 tháng, nhưng mà chúng tôi đã có cái sự chuẩn bị ở xưởng rồi. Đấy, trong 1 tháng đấy thì các bạn là nhân viên ở bên xưởng thi công nội thất của Bắc Trung Nam là sẽ gia công ở khu vực xưởng, sau đấy là chúng tôi chuyển đồ đến công trình và chúng tôi lắp đặt hoàn thiện thôi. Đấy, hệ thống thiết bị vệ sinh cũng được lắp hoàn thiện xong xuôi hết rồi. Và căn nhà này thì được Bắc Trung Nam hoàn thiện rất là tỉ mỉ và được khách hàng đánh giá rất là cao. Đấy, căn nhà này là một sản phẩm rất là tâm đắc của Bắc Trung Nam ở khu vực Đồng Hới, Quảng Bình và cũng được rất là nhiều khách hàng đến tham quan căn nhà này rồi. Nó là sản phẩm mẫu ở khu vực Đồng Hới, Quảng Bình. Rất là nhiều khách hàng đã qua tham quan cái căn nhà này của Bắc Trung Nam và khẳng định với các bạn luôn là sau khi thi công căn nhà này xong, Bắc Trung Nam sẽ còn nhiều sản phẩm nữa ở khu vực Đồng Hới, Quảng Bình. Chính vì là sản phẩm của chúng tôi hoàn thiện nó tâm đắc quá, chính vì thế nên là khách hàng gần như là giám đốc thi công xưởng, giám đốc xưởng nội thất anh Thương. Bắc Trung Nam chúng tôi hoàn thiện những căn nhà như thế này trong khoảng thời gian là 4 tháng rưỡi cho đến 5 tháng thì các bạn thấy tiến độ như thế nào ạ? Anh em chúng tôi đang hoàn thiện lắp đặt từ cửa nhôm kính rồi đến thiết bị vệ sinh điện nước cho đến phần nội thất. Bật mí với các bạn là gói nội thất của căn nhà này được Bắc Trung Nam thi công với trị giá là 400 triệu. Hoàn thiện cả 2 tầng, phòng khách, bếp ăn, phòng thờ, cầu thang rồi rất là nhiều. Đấy, đây là khu vực tủ tủ kệ ở khu vực gầm cầu thang. Và đây là cái phần 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 phòng ngủ của căn nhà. Nó sẽ bao gồm có giường này, tủ quần áo này, tủ kệ tivi trang trí, vách ốp đầu giường, rồi bàn trang điểm, rồi táp đầu giường. Rất là nhiều những cái hạng mục. Và căn nhà này thì được Bắc Trung Nam lắp bộ cửa gỗ nhựa composite rất là đẹp. Một bộ cửa này nó chỉ giá đâu đấy tầm khoảng 4 triệu rưỡi thôi. Nó đẹp hơn bộ cửa nhôm rất là nhiều. Một bộ cửa nhôm thì các bạn thi công nó cũng rơi vào tầm khoảng 4 triệu cho đến 4 triệu rưỡi rồi. Đúng không ạ? Còn lan can cầu thang thì được lắp bằng kính tay vịn bằng gỗ lim Nam Phi. Đã được lắp hoàn thiện rồi. Mặt bậc cầu thang thì được lát bằng đá granite. Đấy, cụ thể đấy là đá kim sa đen cổ trắng đấy, nhưng mà gia chủ là đổi thành cổ đen mất rồi. Căn nhà này được Bắc Trung Nam hoàn thiện với chi phí là 2 tỷ chưa bao gồm nội thất, 2 tỷ 050 triệu chưa bao gồm nội thất, và gói nội thất 400 triệu nữa là 2 tỷ 450 triệu, và chắc là có một số những cái hạng mục nhỏ nó không nằm trong gói thi công và nó phát sinh ra, thì đấy là những cái mà đã lường trước ngay từ ban đầu rồi, nhưng nó không phải là cái gì gọi là phát sinh cả. Đây là phòng ngủ của bé gái ạ, rất là đẹp đúng không ạ? Các bạn nhớ đăng ký kênh của Bắc Trung Nam để theo dõi thêm những cái mẫu nhà mà chúng tôi thiết kế, chúng tôi thi công cho khách hàng. Đấy, như căn nhà này thì các bạn cảm nhận như thế nào về phần nội thất, phần kiến trúc của căn nhà?
đường Bắc Trung Nam chúng tôi hoàn thiện ạ. Đây là cô Tuyết chủ nhà. Vâng, xin chào cô ạ. Thực sự đây là một sản phẩm có sự cố gắng của gia chủ, có sự cố gắng của Bắc Trung Nam và có sự cố gắng của tất cả các đoàn thể, các đội thợ mà đang thi công cho anh em Bắc Trung Nam. Vâng, xin cảm ơn tất cả anh em đã chung tay và chúng ta góp sức để tạo ra một cái sản phẩm để đời ở trong khu vực Đồng Hới, Quảng Bình. Và sắp tới nữa sẽ có thêm rất là nhiều những cái sản phẩm của Bắc Trung Nam được hoàn thiện và đưa đến tay khách hàng sử dụng để nâng thêm cái tầm ảnh hưởng của Bắc Trung Nam trong lĩnh vực thiết kế và thi công trọn gói. Các bạn nhớ đăng ký kênh của Bắc Trung Nam để theo dõi thêm những cái video mà chúng tôi quay về những sản phẩm mà Bắc Trung Nam thiết kế và thi công.